không phải Trấn Thành, đây mới là nhân vật được Harry Quân làm điều đặc biệt. Hình ảnh được Harry Quân chia sẻ mới đây đã khiến dân tình không khỏi xôn xao. Trấn Thành, Harry Quân là một trong những cặp đôi đẹp và thành công của làng giải trí Việt. Dù nhiều lần vướng tin đồn rạn nứt tình cảm, song cả hai đều lên tiếng phủ nhận, đồng thời đăng tải những khoảnh khắc tình tứ, tay trong tay sau đó như một động thái ngầm khẳng định tình yêu tươi đẹp của cặp đôi. Thời gian gần đây, Harry Quân ít chia sẻ những hình ảnh cùng ông xã lên mạng xã hội hay xuất hiện cùng chồng ở các sự kiện. Được biết nguyên nhân của điều này xuất phát từ việc cô nàng phải sang Hàn Quốc để tham gia quay show du lịch và trải nghiệm. Tại Hàn Quốc, ngoài các dự án nghệ thuật, Harry Quân cũng dành thời gian để nghỉ dưỡng, thường xuyên khoe sắc với những bộ cánh ngọt ngào và cá tính tại xứ sở Kim Chi. Mới đây nhất, Harry Quân đã bất ngờ khoe loạt ảnh chụp ghi hình cùng một sao nam K-pop. Trong ảnh, bà xã Trấn Thành diện trang phục công sở, khéo léo tôn lên vóc dáng mảnh mai. Kiểu tóc mái càng khiến cho Harry Quân thêm phần trẻ trung và nữ tính. Đáng chú ý, chàng trai sánh đôi cùng Harry Quân trong buổi quay này không ai khác chính là Giang U Hi Úc, cựu thành viên của nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc Đình Đám một thời JTL. Không chỉ chụp ảnh, Giang U Hi Úc và Harry Quân còn vui vẻ quay TikTok cùng nhau, trông vô cùng thân mật. Dù chưa bật mí dự án chung của họ, nhưng sự kết hợp sắp tới giữa bộ đôi Harry Quân và Giang U Hi Úc đang nhận được nhiều sự phấn khích và mong đợi của khán giả. Không chỉ có màn gặp mặt đặc biệt với idol đời đầu, nhân chuyến về thăm quê hương, Harry Quân đã ủng hộ 100 triệu đồng cho quỹ học bổng của ngôi trường nơi cô từng theo học tại Hàn Quốc. Được biết, đây là việc làm mà cô thực hiện đều đặn trong suốt 4 năm nay. Hiện netizen đang rất mong chờ sự trở lại thường xuyên hơn của Harry Quân trong tương lai gần sau một thời gian vắng bóng trên lĩnh vực âm nhạc lẫn phim ảnh.